Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn chiếc tủ điện yêu thích của mình. Chiếc tủ điện này có tiêu chuẩn chống nước là IP66, do đó chúng ta có thể lắp đặt ở ngoài trời hoặc là trong nhà. Mình sử dụng chiếc tủ điện này để bảo vệ hai chiếc áp độ mát trong giặt các bạn. Đây là những thiết bị khá là đắt tiền, do đó thì chúng ta sẽ cần một chiếc tủ điện tốt, có khả năng chống nước cũng như là chống bụi để cái thiết bị ở trong này nó an toàn hơn, nó bền bỉ hơn. Chiếc tủ này thì mình mua với giá 150.000. Nếu các bạn quan tâm thì để lại bình luận, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nhé. Đầu tiên về thiết kế, các bạn có thể thấy sản phẩm có thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Các cái đường nét này được hoàn thiện rất là tốt bạn, không hề có bao via trên sản phẩm nhé. Phải nói là gia công rất là ok với cái mức giá 150.000 các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy này, mặt sau của sản phẩm này, những cái vị trí bắt ốc đều được làm lồi lên một chút. Nó sẽ hạn chế tình trạng nước nó ngấm ngược vào trong các bạn. Có một mũi tên để chúng ta lắp cho nó đúng chiều này. Kích thước của sản phẩm các bạn này, chiều này là 110mm, chiều này là 150mm. Đây là các cái tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp các bạn. Ở dưới cùng là các cái vị trí để chúng ta đi dây các bạn. Bên trên này cũng thế này, bạn thấy không, họ làm rất là kín, khi nào chúng ta dùng đó thì chúng ta mới đục lỗ ra. Hộp thì được làm từ nhựa ABS và cái lắp này được làm từ chất liệu polycarbonat, do đó nó rất bền bỉ với môi trường các bạn. Ở bên trong này bạn thấy có một cái gioăng cao su để chống nước này. Đây là vị trí chúng ta bắt vít sau khi đã gắn các thiết bị vào, rất là đẹp các bạn. Mình sẽ mở bên trong để xem này. Đây là mặt nắp các bạn này, bạn thấy cũng được hoàn thiện rất là tốt nha. Đây là phần đế. Phần đế thì cũng có một cái gioăng cao su chống nước ở đây bạn, nó chạy dọc đây này đó. Sau một thời gian sử dụng nó, nếu như mà cái gioăng này nó bị lão hóa thì các bạn có thể mua cái keo tạo gioăng các bạn trao vào đây thì nó sẽ lại ok. Có một phiên bản nữa trông cũng hao cái chiếc tủ điện này, tuy nhiên cái tiêu chuẩn chống nước của nó chỉ là IP65 và nó không có vị trí để chúng ta gắn các cái cầu đấu trung tính cũng như là cầu đấu tiếp địa ở đây. Về cái phần thiết kế đó, mặt trong các bạn có thể thấy này, cái vị trí ốc vít đây này đó, họ có làm lõm xuống rất là sâu như thế này, cũng hạn chế tình trạng nước nó chảy vào đây. Ở đây là các vị trí gài các bạn này đó, các bạn có thể gài các cái thanh dây đin từ bên này sang bên này rất là thuận tiện nha. Đây là cái thanh dây đin 35mm các bạn, thanh dây đin tiêu chuẩn đó. Đó, bạn thấy không, hoàn thiện cực kỳ ok nha. So với các cái thanh dây đin thông thường các bạn hay mua ở ngoài đó, dây đin nhôm trông như thế này, bà vía rất là nhiều. Đấy, dây đin thép của họ làm rất là tốt các bạn. Các bạn có thể thấy số thứ tự từ 1 tới 6 ở đây, có nghĩa là cái tủ điện này nó hỗ trợ cài 6 cái át đơn các bạn. Đây, một cái át đơn nó như thế này. Còn những cái át nó đặc biệt đó, ví dụ như đây mình có một cái át slider thì nó chiếm tới tận 4 vị trí luôn. Và thêm cái át này nữa, 2 vị trí nữa là vừa đủ cho cái tủ điện này. Thế nên là tùy cái nhu cầu các bạn sẽ lựa chọn cái tủ điện làm sao nó phù hợp nhé. Mình cũng đánh giá rất là cao thiết kế của sản phẩm. Các bạn có thể thấy này, cái dây điện nó nổi lên một chút này đó. Đây là cái vị trí chúng ta sẽ luồn dây điện vào như thế này đó, dây điện sẽ đi từ bên dưới lên bên trên để chúng ta gắn vào các cái automat đó, nó sẽ trông thẩm mỹ hơn đó. Ví dụ như thế này, các bạn gắn vào đây đó, nắp vào như thế này trông sẽ thẩm mỹ hơn rất là nhiều đúng không ạ. Bây giờ mình sẽ gắn át vào cho bạn xem lại một lần nữa này đó. Ở phía bên tay trái hoặc là bên tay phải của cái dây đi nó sẽ có một cái chốt nhựa đây để chúng ta giữ cái át nó không bị chạy sang bên đó. Thiết kế rất là chỉnh chu nha các bạn. Còn gắn cái mặt lên trông như thế này đây, rất là đẹp, rất là an toàn đúng không ạ. Nó sẽ che đi các cái vị trí mà chúng ta bắt vít như thế này này đó, rất là ok đúng không các bạn. Trẻ em thì sẽ không vô tình mà sờ vào những cái vị trí này, gây mất an toàn. Đóng nắp lại như thế này các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây có một cái vết lõm xuống để chúng ta đặt ngón tay vào, định vị nó sẽ chuẩn xác hơn này. Và cái phần nắp này cũng được làm nhô ra một đoạn để chúng ta đặt ngón tay vào như thế này. Đó, sẽ mở rất là dễ dàng. Cái gờ này cũng rất là chắc chắn như bạn, rất là dày này, nó sẽ đảm bảo hoạt động bền bỉ trong một cái thời gian dài. Và các bạn thấy không? Khi họ thiết kế lồi ra như thế này, tuy nhiên so với tổng thể của cái hộp đó, nó vẫn trên một cái mặt phẳng luôn bạn. Đó, thiết kế này mình đánh giá rất là cao nha. Khi chúng ta lắp đặt ở ngoài trời đó thì các bạn có thể thấy ở đây có 3 cái vị trí để chúng ta khoan và đi dây này. Nếu như các bạn muốn chống côn trùng, chống nước tuyệt đối hơn đó thì các bạn có thể dùng các phụ kiện như thế này. Đây có một cái gioăng cao su đó. khi các bạn luồn dây điện vào nó sẽ trông như thế này này đó, thì sau đó các bạn thít này vào thì nó sẽ bó cái dây lại, nó sẽ chặt, nó không cho nước nó ngấm vào đây, nó chảy vào cái tủ điện của chúng ta. Thực ra cái việc nước ngấm ngược lên thì rất là khó, tuy nhiên nếu mà thêm phụ kiện này thì nó chống côn trùng gần như là tuyệt đối luôn các bạn. Đây, các bạn xoáy cái vít này ra, bạn khoan một lỗ bằng cái chỗ này thôi, sau đó các bạn bắt cái vít lại, rất là ok đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn, vừa rồi là những chia sẻ nhanh của mình về chiếc tủ điện này. Hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo.